Cuối giờ chiều qua ngày 26 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường đến thăm và tặng quà Trung thu cho các em nhỏ tại Trung tâm Từ thiện Đà Nẵng, thuộc Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường tặng quà và gửi lời chúc tốt đẹp nhất dịp Trung thu đến các em ghi nhận và biểu dương sự cống hiến của các cán bộ nhân viên làm việc tại trung tâm trong thời gian qua và nhấn mạnh thành phố luôn quan tâm và có các chính sách phù hợp để hỗ trợ nuôi dạy các em nhỏ không may mắn trong cuộc sống tại các máy ấm, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn trung tâm vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực chăm sóc, dạy bảo để các em vươn lên trong cuộc sống, sớm hòa nhập với cộng đồng.